mới là điểu mê hồn. Mới có 6 tháng mà nó to như vậy à. Mà một năm chắc nó to. Ủa nó bự lắm. Mà quan trọng nó có cắn mình không đây nè? Không, nó đâu có cắn. Dạ hả? Đâu có cắn đâu. Nó quen nó không cắn mà người lạ vô chắc cắn à. Người lạ vô là nó làm dữ lắm. Nó làm dữ thôi, thiệt ra nó cũng không đến nổi. Nó cũng không đến nổi gì. Sợ nó đá mình nữa chứ hả? Không có. Ủa con to là không được hả cô? Con to ăn ra ăn cái đó. À con nhỏ là con cái. Cái chân nhỏ hơn là biết liền hả? Ừ. Mới có nuôi lúc mua về là 3 kg. Ừ, cái lồng nhỏ xíu rồi bỏ 2 con vô mà. Mua giống đâu cô? Giống xa lắm, mua ở trên chạy ở đâu á, chạy xe á, rồi lên mạng á, tìm. Nhưng mà giờ ông anh ông nuôi là mục đích là ông cũng cho đẻ nữa. Cho đẻ đặng mua máy ấp ấp. Dạ. Nhưng mà nó to vậy nó phối giống kiểu gì ta? Nó có trống không, có được dễ phối không á chứ? Chắc cũng dễ mà. Dạ. Không biết cái dòng này nó có trùng huyết gì không ha? Không, nó không có trùng huyết gì hết. Cứ con nào phối nhau cũng được. Con nào thấy ngô tốt thì mình để giống. Dạ. Hai con hồi đó một con 3 kg là 7 triệu con. Ừ, à, 7 triệu như thế. Nó tổng cộng là giáo là 60-70 triệu gì á, là 9 con công. Ghê, 9 con công. 9 con công, rồi cặp này. Dạ. Rồi mấy con nhím nữa, 4 nhím. 60-70 triệu á. Ừ. Mà nhỏ nhỏ không chứ phải lớn như vậy đâu phải không? Nhỏ không à, chứ không có lớn vậy. Mà công đã công đẻ chưa cô? Công hả? Chưa, nó cũng tới lứa là tới tháng giêng đó. Hổm thử là nó có trứng rồi. Để thử kiểu gì? Thử hồi mấy ổng làm sao hay lắm. Mấy ổng có máy có siêu âm. Chắc vậy quá. Siêu âm thì mình thấy trứng ở trong. Ở trên trại á. Nhưng mà trứng chiếc gì thì đến mùa là nó cũng đẻ chứ, con cái mà. Dạ. Yeah. Chín con mà ba con mái ở ba con cò. Ba con mái, ba con trống. Ba con cò còn như trống không à. Chị đi làm về hả? Hôm nay mình đi giao lồng thỏ. Thì mình sẵn tiện mình quay luôn cái mô hình nuôi gà chim kết hợp được luôn được nghe các bạn. Mời các bạn vô xe, đẹp quá. Kì. Đây là cái mô hình mà nuôi đủ loại con ấy các bạn. Trước tiên là gà thả vườn, thứ hai là vịt sim, và thứ ba là chim công này các bạn. Chim công này vợ. Trời ơi chim công quá đẹp luôn vợ. Nè. Ừ, đó chim gì chưa biết nhưng mà đây là chim công đặc biệt luôn kìa. Cô nuôi nhiều quá ha. Ừ. Công 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 nhỉ, xè nó xè ra. Hả? Xè ra mới đẹp. Xè là con kia kìa, con trống ở trên kìa. Ừ, con kia nó xè ra. Xè cái coi. Có nuôi đà điểu nữa nghe các bạn nha. Để nó quay ra quay đà điểu cho bạn xem. Thì cô nói cái mô hình công này cũng có tiền lắm. 2 4 hình như là 4 cái một đực đó. À, ở trong kia nữa kìa. Kìa đi. Cháu Phú Quốc rồi ha. Đây là trăng nha các bạn. Ủa con gì mà đứng một chân không hả vợ? Đây là con trăng. Con trăng này giống con trăng nhà mình năm ha. Ừ. Đây là cái con gì đây không biết, để rất là hỏi cô con gì đây không biết. Các bạn biết con này con gì không? Đây gọi là mô hình nuôi chăn nuôi tổng hợp nghe. Nuôi gà đá, gà thường, vịt sim, trăng, rồi chim này, rồi công. Ui nhìn công gì luôn. Để hai ra hỏi giống cô bán công bao nhiêu con. Bò. Ôi trời ơi, chim cu đẻ luôn nè các bạn. Đẻ luôn nè. Làm ổ đẻ dơ ha. Chim cu mà cu đẻ luôn nè. Rồi bò ú nè các bạn nha. Bên đây còn. Bên đây còn công nữa nè, nhiều ghê không? Quá trời công luôn. Trời ơi.
cong này các bạn. Không, chưa thấy nó xè ra. Con cong này mà nó xè ra là hơi đẹp á ha. Để lát hỏi cô thử coi cong này bao nhiêu tiền cặp, nó đẻ trứng thì sao. Tại vì cái cong này kỹ thuật nuôi cũng cao lắm á. Thì mình tìm hiểu trên mạng. Ôi con kìa, có con kìa, xe kìa chứ. Mà có là như con cá vậy. Đây nè, ui già. Xe nè, xe nè. Xe nè. Xe nè các bạn. Xe nè, biểu diễn nè các bạn. Thấy không? Ui. Mờ quá à. Xe nè, xe nè. Mờ quá không thấy gì hết á. Xe nè. Biểu diễn cho mình xem á. Đẹp không? Ui, rủ kìa. Rủ cánh á. Mờ quá. Thấy. Sao mà mờ với ta. Đứng trong đây mới thấy được. Hôm nay mờ quá. Xòe. Xòe. Dạ nó cũng mờ. Tại vì dính lưới B40 này mà không có quay được á. Nó xè dày nhưng mà con cong này cũng còn nhỏ. Cong này cũng còn nhỏ nên chưa xè chưa có đẹp. Nhiều con cong nó to lắm. Ừ. Nó rụng hết rồi. Ồ cái cánh xè đá không? Ghê không? Con nó chắc cũng đực á. Con xè bự đó là con đực. Ừ. Ôi xè còn rung nữa kìa. Xè còn rung nữa. Cái cửa này đâu có mở được không? À, mở được mà. Vô đây coi thoải mái nè. Quay các bạn. Các bạn thấy chưa? Đặc sản có ui cha. Con bà kia đồ này xè xè đi lui vậy. Làm cái kiểu vậy. Con đó chắc con đực đó ha. Bự là con đực đó, xe bự là con đực, con này là con cái nè. Ừ. Con này là con cái nè các bạn. Con kia là con đực đó các bạn. Đó con đực á. Đó con đực á. Bên trong kia có mấy bà nhỏ đó kìa. Ừ, đó là không. Kia kìa phải không, mấy bà nhỏ đó kìa. Nó không phải đâu, nó con vịt á. Đây là cái nè các bạn, cái. Con này có giá trị lắm. Để lát hỏi cô thử coi là giá trị bao nhiêu. Nghe nói cô nói là có nuôi heo rừng nữa các bạn. Ôi nhím nè. Nhím đây nè. Đây mô hình nuôi tổng hợp. Nhím nè các bạn. Nhím. Đã không? 2, 4. Nuôi chuột đơn giản quá không chứ xa sao trời. 2, 4 con. 4 nhím. Còn bà gà này sao có dây trong cổ này không biết. Bây giờ đi qua quay đà điểu đi, nhìn nè, chắc mua cặp đà điểu về nuôi quá, gà ta ngon. Ở ngoài đây là heo rừng các bạn ơi, heo rừng, trời ơi, heo rừng này hơi bị đẹp đấy nha, heo rừng này hơi bị đẹp đấy nha các bạn, trời ơi heo rừng này VIP nha. Nhìn cái dạng heo rừng này hơi bị máu cao nha. Heo rừng này thuộc dạng là đẹp đấy các bạn, chứ không phải dạng vừa đó. Thái Lan nhưng mà có con này Lai Việt nè. Con này là chắc được đây nè. Được chứ không phải cái đâu. Rồi đẹp không? Được đâu có đẹp. Ôi ơi. Heo đúng xiềng luôn. Mỏ dài. Nhìn heo mỏ dài. Nè, thấy không? Bà này bà đực nè. Đực này, mỏ dài ghê không? Bà bên kia. Heo này mới là ngon. Heo này đúng ngon á. Cũng ngon luôn các bạn. Ui trời. Nhìn heo là biết đẹp hay xấu liền. Dân nuôi heo chuyên nghiệp mình cũng nuôi hồi xưa mà. Ui trời, quá tuyệt vời.